Chào chị Dương Bình. Chị rất là vui chào đón em đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Em là Trần Phương Nga, sinh 1973, hiện đang sống ở Cần Thơ. Trời ơi, là em lớn tuổi hơn chị đấy, kêu bằng chị nha. Ủa? Nhìn thấy trẻ dữ vậy. Lạ kia gì luôn đi. Vậy đó hả? Rồi hiện tại là em đang làm công việc gì? Thầy trước thì em làm bên nghề tóc với nhà em Úc thì nghỉ 1 năm nay thì nhà có việc đó rồi em nghỉ chưa không có làm lại và còn đang ở không. Rồi em làm nghề tóc bao lâu? Em làm nghề tóc trên 10 năm rồi. Nghỉ ổn vậy đó hả? Tại em có việc rồi, lu bu đó rồi em phải nghỉ tạm ổn lại rồi. Tính bữa nữa đi làm trở lại. Tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em thì gãy đổ 2 lần. Lần đầu thì mới có 19 tuổi lấy một người ở quê. Thì sinh được cháu gái hôm nay 31 tuổi em gả nó rồi. Cái năm 31 tuổi có người làm mai cho em một anh Việt kiều Mỹ. Việt Mỹ cái 2000 anh về qua 2023 cái tụi em là đám cưới. Là đám cưới thì em sanh được 2 cháu, một cháu hai cháu trai, đứa sanh 2005 đứa 2008. Rồi tới năm 29 anh về anh không rước, mà ảnh rước một cái cô kia có chồng ở Đài Loan á. Hai người đi chuyến bay quen qua quen lại rồi sao ảnh mình đến rước cô đó, anh bỏ ba mẹ con lại Việt Nam. Nhưng mà được con cái là ảnh làm quốc tịch cho 2 đứa nhỏ, quốc tịch 2 đứa nhỏ rồi. Và đứa lớn đứa sinh 2005 năm nay nó 19 tuổi là nó đi qua Cali, nó ở bên gì đó ảnh này, sang qua đó được nửa năm mà. Còn đứa nhỏ giờ đang học lớp 10 ở nhà với mình, còn ở bên Việt Nam. Tại vì đứa nhỏ nó cũng có giấy mà, như anh nó mới qua rồi thôi, đứa nhỏ để nhà mình nuôi nó đi, để nó lớn 18 tuổi nó cho nó qua với anh nó luôn gì đó. Anh nó qua bển rồi đi học hay sao? Bây giờ nó qua nó vô nó làm hãng rồi, nó chưa có đi học. Qua cũng hơi cái gì về xe phòng ở với con đó, con của dì nó đó, 2 đứa ra xe phòng ở rồi. Gì là mẹ sau á hả? Không, vì là chị em bà con của ông cậu với mình á, nó kêu bằng gì dưỡng. Xét đánh hả? Tự nhiên đi về với em đó mà quen trên máy bay rồi cái cứ rước câu khác luôn. Dạ ước luôn mà cô đó bằng tuổi với mình luôn chứ phải đâu phải đâu. Rồi cô đó được một đứa con gái, năm đó rước thì con cô đó được 12 tuổi. Rồi 2 người là đám cưới ở Đài Loan rồi rước cô đó sang Mỹ luôn. Rồi bên đây bỏ lại mình với 2 đứa con đó. Rồi cái rước xong rồi cái quay trở lại mới làm quốc tịch cho 2 đứa nhỏ. Rồi có chu cấp cho ba mẹ con không? Cách đầu thì cũng chu cấp tháng được 500, cái tới cô đó qua gọi là bớt lại còn có 200. Rồi bên đây mình phải làm phụ vô mình cho 2 đứa nhỏ đi học chỉ đó. Kể đây của ổng đưa thì nhiêu mình nuôi nhiêu, mình làm mình nuôi tiếp ổng như 2 người nữa hùng nuôi nhau. Nhiều khi hết nợ rồi phải chịu thôi ha. Hết nợ mà nhưng cũng lâu lâu cũng điện về làm bạn với chị. Hồi cấp chức anh thấy chương trình của chị nè, em nửa muốn lên mà nửa muốn không thì em cũng rất ngại là. Tại vì ảnh ở bên đó rồi ông mẹ chồng, nói chung là gia đình 7 người sang qua đó hết trơn à. Còn nói chung là đó có bây giờ còn cái nên là em với cái 2 đứa nhỏ cũng được quốc tịch người ta đi hết rồi đó. Ở sĩ quan Florida Vậy đó. Làm neo hả? cũng ở nhà Anh làm gia đình neo. bên chồng nó làm neo luôn. Em rồi khi ổng cưới cưới cô vợ sao rồi có con không? Dạ không, không có con luôn, con của đó luôn tới giờ con nhỏ đó chắc được 20 mấy tuổi vậy. Về tới Sài Gòn là không về thăm,
Rồi có lúc thì lâu lắm cái mới gọi về, có lúc thì cả năm, có lúc thì vài tháng, có lâu gọi về thăm mấy đứa nhỏ vậy đó. Không có gì về tới Sài Gòn, không có gì Cần Thơ thăm con. Không cũng đào hoa dữ cơ đàn ông không nói được. Em nghĩ ưu điểm em nói đi. Rồi em lấy ông là ông cũng có người vợ bên đó, có đứa con rồi chứ. Ông đâu phải trai tăng đâu, ông có con đời, ông cũng nghĩ ông về Việt Nam ông cưới nè. Ông cũng có một đứa con năm nay, chắc cháu đó cũng con trai, cũng được 31 tuổi rồi đó. Ông sinh năm mấy? Ông sinh năm 65 á. Này cũng lớn rồi. Dạ. Em rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em hả, là em biết chăm sóc cho bản thân của mình với người thân, với người mà chung chăn gối với em. Nó ví dụ em đẹp để người đó phải đẹp, với cái người thương em á là phải lăng xíu, ví dụ cuối tuần chở em cà phê hay là làm gì đó, hai người phải hợp nha. Ví dụ chuyện gì là ảnh phải nói em nghe, em phải nói cho ảnh nghe, còn cái gì thôi chứ em không gì hết, sống rất là hòa đồng. Rồi còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm của em là ví dụ em buồn em không nói, em giận ví dụ em giận chồng em hay là em giận con em không nói, nhưng mà 2-3 ngày sau em lựa ra em nói chuyện như một người bạn. Ví dụ mẹ không thích hay là em không thích cái này, em không thích cái kia, anh sai là cái gì đó rồi nói với em, chứ đừng có lớn tiếng, em chỉ nhiêu đó thôi. Em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Sao mà em buồn quá đi rồi các em bật với ông chị, em thấy cái lần đầu em tính cách nói em không chịu, em đi đâu em cũng nói trong đó với chị đó, rồi em ngại đó, nãy giờ em ngại là ngại bên phía chồng bên sao em thấy đó, cái thôi bây giờ em thấy theo quyết định này con cũng qua bản rồi, rồi nói chuyện cởi mở với ông này kia, thôi giờ em mạnh dạn em cố em lên đó. Em thấy cái kênh của chị với cái kênh bên đây nè, mà cái kênh của chị á, lên nhiều khi nó chương trình nó hay, cái nói chuyện á, phỏng vấn nó rất là hay, nên là em mới đeo theo em coi hoài, em coi hoài luôn. Em rồi à, bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Thì người đó nói chung là sao cũng được hết, miễn sao biết thương em, là như em nói vậy đó, cái lăng với em xíu biết thương em vậy thôi. Em có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Dạ 70 trở lại cũng được, đừng trên nữa. Nếu anh đó Chứ hút em thuốc uống rượu em nghĩ như thế nào? dạ Nếu anh đó hút thuốc uống rượu em nghĩ như thế nào? người nói chung là rượu thì uống em không nói, nhưng mà thuốc đừng hút là được rồi. Con em như thế nào? Có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ con em cũng dễ lắm, mẹ vui là sao hả? Vậy thì em làm gì em hỏi mẹ làm này làm cái ông thích không? Thì mẹ thích, mẹ vui là được rồi. Cái mẹ hỏi con cái gì, mẹ cứ chọn đi. Hiện tại là hai mẹ con sống chung với nhau hay là em sống chung với gia đình em? Em có nhà bên bạn, nhưng mà trong gia đình em nói chung là không có được vui. Em mới qua bên đây em cất một cái nhà nhỏ nhỏ như nè, em với thằng Út ở rồi vậy đó, chứ còn nhà lớn thì ở bên mẹ để bạn hết, không mẹ không làm gì hết, nói chung là em bỏ hết hết, em qua đây em làm lại từ đầu. Bây giờ con nó đi qua bên đó rồi, thì thằng Út này nó cũng tới 18 tuổi nó cũng sang rồi, thì nó nói tới 21 tuổi con làm giấy con rước mẹ sang bển với con, em chỉ qua đây sống rồi để đi làm sau này để đoàn tụ với con qua đó vậy đó. Em cũng muốn tìm một người bạn để mà mình sống nửa đời của mình sau này, chứ tiếng lấy chồng chứ sinh con chứ rất là cô đơn lắm. Trước đó là anh lấy ảnh đó thì năm ảnh về được có 2 tháng, ảnh về được 7 đến 5 gì đó, hoặc là ảnh bật luôn là tới giờ phải nói gì sống trong gì thôi. Cái bề ngoài thì em vậy đó, nhưng mà trong em yếu em mềm lắm. Gia đình em có được mấy anh chị em?
Gia đình của em là 7 người, em là lớn đó, em thứ hai. Ba mẹ em năm mới có bảy mấy tuổi à. Còn như có gia đình hết rồi, ở riêng rồi, còn mẹ ở với thằng thứ tư ở bên đó, em để bên cho mẹ với gia đình ở. Em qua đất bên đây, em cắt, em ở vậy nè. Em thì dễ mà, trước sau gì em cũng đi ra nước ngoài thôi, con em chắc chắn sẽ bao lãnh em, đừng có lo. Dạ, em nghe nói con em tới 21 tuổi mới lãnh em được. Bây giờ nó mới có 19 tuổi á. Thì Thì ở đâu thì đó, ở Việt Nam cũng làm. Chứ không rồi em cũng lo cho nó đi. Thật ra em mới nghĩ công việc của em. Em định là tháng sau này em sẽ đi làm lại. Nó cũng có kêu em á, mẹ đi làm lại đi, mẹ làm nail không mẹ làm gì đó thì em đi rồi. Để con rước mẹ sang ngoài đây nè mẹ làm. đúng rồi, học Ủa. tiếng Anh thêm, học tiếng Anh với lại đi làm nail lại, làm nail làm tóc gì đó lại. Các em đi học tiếng. Rồi bây giờ thời gian rảnh rỗi của em khá là nhiều, những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Chị Trí thì nói chung em ở nhà giờ thì đi làm gì đó, nhiều khi về lo cơm nước ở nhà ăn rồi chạy qua mẹ thôi, chứ em chưa có giải trí. Lâu lâu thì từng hai tuần mấy đứa cháu rủ cà phê vậy thôi, chứ em cũng không có được giải trí gì. Còn buồn nữa thì mở karaoke lên hát vài bản rồi đi ngủ. Dạ Rồi em thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? cái đó tùy theo anh ấy thôi, chứ em mà em già em không chọn được cái đó. Ít nói thì cũng không được, mà nói nhiều quá thì cũng có cái hay, thì tùy theo thôi. Em cũng không chọn được cái đó đâu. Em có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? Thích đó, em thích người yêu em lãng mạn lắm á. Tại như em nói đó, lãng mạn, ví dụ cuối tuần dẫn em đi cà phê hay là đi ăn vậy đó, vậy là thấy cũng vui rồi, nửa đời trở về sau. Hồi đó giờ có bao giờ em đi du lịch ra nước ngoài chưa? Chưa bao giờ em đi trong nước không à, đi Nha Trang này kia, nằm Vũng Tàu này kia thôi, chứ ngoài em cũng đi đâu nhiều, Đà Lạt vậy thôi, còn nước ngoài em chưa đi đâu hết. Em cũng không gần gì mấy. Rồi sau sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bây giờ em nghĩ, trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em nghĩ bây giờ em phải chọn một anh, ví dụ lớn tuổi cũng được, là biết nghĩ thương em, để suy nghĩ cho gia đình hai người có tiếng nói chung, rồi chia sẻ với nhau nửa đời còn lại. Và hai người, ví dụ em với anh đó, chia sẻ với nhau để sống cho nó vui thôi, chứ em cũng không muốn gì hơn nữa. Con lớn của em á thì lập gia đình rồi, ở gần em hay là ở xa em? Là bên chồng á, em gả nó rồi, nó có bên chồng, nó sinh được cháu được 6 tháng rồi. Ba mẹ của em á còn đầy đủ hết hả? Cha mẹ em đầy đủ. Giờ chắc nghỉ hưu rồi hả? Dạ, cha mẹ ở đây thì làm vườn không bao giờ nghỉ rồi. Bảy mấy rồi. À, nhà em ở trong vùng quê xa không hay là ở gần thành thị? Cần Thơ với Hậu Giang nó giáp ganh với nhau, lại mở giáp ganh luôn đó. Bên sông bên phía đây thì Cần Thơ, bên đây Hậu Giang gì đó, để mở chị đó. Dạ, từ nhà em chạy lên Cần Thơ khoảng 6 7 cây, nó nằm vậy đó. Mà chỗ em ở là chắc xe hơi đồ đi tới được hả? Dạ, tới được. Khi em mở tiệm á là em mở ở nhà em hay là em mở ở chỗ khác? Em mở tiệm là em mướn mặt bằng hai chị em với Út. Hai chị em làm mướn mặt bằng đó, 1 tháng là 5 triệu, rồi hai chị em làm. Vậy thì có Út có dạy thêm lính gì đó, rồi tớ xúm lại làm. Là sau dịch là bị khủng hoảng kinh tế là nghỉ á hả? Không phải kinh tế Út nó vẫn còn làm, nhưng em là hôm rồi con em đi với con gái sanh là em có việc, em nghĩ là em nghỉ làm năm nay để em lo cho thằng kia nó sang nước ngoài, rồi cái còn với lo cho con gái sanh tới nữa. Thì em nghĩ bây giờ con gái được 6 tháng rồi, nó về nội nó, là em sẽ đi làm trở lại.
Đúng Sắp xếp công việc nhà hay tại tiệm của nhà thì cũng dễ. dạ. Rồi rồi. Chị nghĩ chứ. Chiều cao của em là bao nhiêu? Chiều cao em là 1m55, nặng của em là 54 kg. Cao 1m55. Rồi có Dạ em có đi thể dục không? có chứ, sáng em phải tập thể dục, em không có cho lên ký 54 53 trở lại à. Ủa nhưng mà em với anh Việt Kiều đó có đăng ký kết hôn không? Không hả? Không có hôn chị, tại vì hồi ổng cưới em đó là ổng mất dính một cái cuộc hôn nhân mà tẹo tẹo làm sao mà tới 3 năm, cái năm ổng cưới em là 2003 đó, là hồi đó là nghe nói 5 năm hoặc 3 năm thì mới ly dị cái người đó Vũng Tàu á, rồi cái ly dị xong rồi là dịp kết hôn với em đó, cái sẵn kết hôn với em thì mới gặp cái cô đó, không không có kết hôn với em, kết hôn với cô kia luôn. Là có cái người vợ trước là cũng ở Việt Nam luôn chứ không có bên đây, ở bên Mỹ. Ừ. Dạ ở Việt Nam luôn, nhưng mà ảnh làm nó cũng 2 3 cái thì tới chừng mà em đi lo giấy tờ ý, mà đi giấy tờ ảnh ủy quyền gì bên đây cho em làm quốc tịch cho 2 đứa nhỏ đó, thì em lên đó em làm, thì khi người ta vô phỏng vấn người ta hỏi em là cái ông này, ông thật này là chồng của cô mà biết ổng ly dị bao nhiêu lần không, ổng đâu ổng đâu có dặn em. Em nói có 2 lần, ông nói 3 lần, thấy hồ sơ cái nói 3 lần. Ủa? Ngày 3 lần cũng là em biết cũng 3 lần đó, ngày lần lần hiện giờ của ông là lần thứ tư Vậy đó. đó. Em nói gì ông cũng ông đâu có nói mấy cái đó cho em biết, em đâu có biết. Lần thứ tư như à, có tính em luôn trong đó không? Tính em luôn là lần Ừ. thứ năm hả? Em là luôn thứ năm đó. Vậy đó. Dạ. Ok, Em nói vậy. mình cũng ổng là cái 3 đứa con đó, em Mi Hư hết 1 đứa đó, cái đó em 3 đứa luôn đó. Đứa đầu tiên là em bị thai mà tử cung bỏ, là em tính không sanh được, thì nó còn sanh được nhưng mà cha là trai không, bị cắt cái bên mình trứng á, là bên cha là anh trai không, thì em sanh ra được 2 thằng trai nhưng mà cái là hết ra là không có sanh nữa. Ừ. Mình Ok. nó ngượng không? Dạ. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng em Dạ. sẽ tìm được nửa yêu thương của mình trên kênh của chị nha. Dạ. Sau này nếu mà anh nào thích em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với em ha. Rồi Dạ. sau video này nếu mà em thích anh nào, ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy nha. Tuy Dạ. nhiên là em có con cái người thân ở nước ngoài, em biết rồi, trời giấc nó khác nhau, rồi khi đi làm rất là khó để là bắt điện thoại ha. Mình Dạ. phải gửi tin nhắn trước, canh kia kia ở Việt Nam thì gọi cũng được ha, phải kiên nhẫn nha. Em Hy chào vọng cho em may mắn nha. em chào khán giả đi. Bây giờ em làm gì? Em chào khán giả đi. Dạ em chào khán giả à, em chào khán giả, em chào Nguyên Quỳnh, chào cộng đồng mạng, rất vui nói chuyện gì hôm nay, em xin chào, rất cảm ơn. Em good night. Em xin chào chị Uyên Quỳnh, em tên là Lê Ngọc Dạng, năm nay em sinh năm 1977, em đến từ Lai Dung, Đồng Tháp. Hôm nay em có tham gia chương trình Kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ. Nếu mọi người có nhìn thấy video của em thì hãy nhấn like và chia sẻ giùm em. Em cảm ơn ạ. Chị chào em nha. Dạ em chào chị ạ. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Dạ em cũng xin chào chị. Chúc Em chị có thể có một ngày mới vui vẻ. chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Dạ em chào cô chú anh chị đang xem chương trình của chị Uyên Huỳnh. Em tên Lê Ngọc Dạng, em sinh năm 1977, em hiện tại em đang sống ở Lai Vung, Đồng Tháp. Lai Vung, Đồng Tháp hả?
Cứ tưởng đâu là em Dạ. ở ngoài đảo Phú Quốc quá, sao thấy cái nickname khác. Dạ, tại mình ở ngoài đó 5 năm. Rồi cái số điện thoại đó là mình có up ở trên trên Google Maps á, là nó cứ in vậy hoài luôn, nó không có thay đổi. Chị ơi, em rồi hiện tại là em đang làm công việc gì? Em sinh năm mấy? Sinh năm 1977 là Đinh Tị đó. Thì hiện tại là mình buôn bán nhỏ, có một cái shop quần áo nhỏ ở nhà, rồi may thảm, may gia công, rồi buôn bán tạp hóa đồ lặt vặt. Tại nhà mình ở phía trước có đường lộ á, cho nên ngang trường học nữa, cho nên mình cứ buôn bán lặt vặt vậy đó. Rồi em làm công việc đó bao lâu rồi? 5 năm rồi. Từ khi ngoài đảo về hả? Kết hôn là 2004, 2014 là ly hôn, rồi 2010 rồi ra đảo sống 5 năm, rồi về đây ở luôn tới giờ. Tết này nữa được 6 năm rồi đó. Mở cái tiệm này được 6 năm rồi. Ở đây cho mấy đứa nhỏ nó đi học. Chứ ở ngoài kia thì không có hộ khẩu ở ngoài đó rồi, kiểu cơ sở vật chất nó chưa có đầy đủ bằng ở trong đất liền á, cho nên mình cho tụi nó về đây học. Ở đây có ông bà họ hàng nữa, cho nên công việc của mình làm rồi nhờ ông bà chăm cháu rồi cũng cũng đỡ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Hiện tại thì em đang sống với hai con. Con đứa lớn thì học đại học năm thứ hai, còn đứa nhỏ thì sắp lên cấp 2. Em với ông Thì xã mình ở nhà một bán gì đó. chia tay hay là sao? Dạ em ly hôn 2014. Dạ. Lý do gì sao hai vợ chồng chia tay nhau? Ổng ngoại tình. Rồi cái em phát hiện rồi em ẵm hai đứa nhỏ em rời đi. Dạ. Là lúc mà sau khi em ra ngoài đảo Phú Quốc hay là ra ngoài đó rồi? Em lấy chồng Sài Gòn, em lấy chồng Sài Gòn kiểu cũng mằng mai á, mai mối á, rồi hôn nhân không có tình yêu á, rồi cũng sống được hai đứa con á, mà đứa nhỏ được 18 tháng là em phát hiện được ảnh có con với người phụ nữ bên ngoài, cho nên em rời đi, em không có ở. Tại kiểu mình giống như mình cũng bỏ cha bỏ mẹ bỏ gia đình mình đi theo người ta mình sống á, mà người ta không có thương mình, người ta đi theo người phụ nữ khác á, thì mình thấy mình không có sống được, cho nên em bế hai đứa nhỏ em đi. Em rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em á thì chịu khó, làm gì cũng làm được, chứ tham công tiếc việc, làm cái gì buôn bán phải buôn bán, buôn này bắt kia, đi ra đảo thì cũng làm nhà nghỉ á, mình đi theo tour rồi mình cũng buôn bán, giống như đi vô mấy cái chỗ ngọc trai rồi này nọ đó, rồi mình cũng biết một số em mê trai đến nỗi mà em bán ngọc trai luôn. Em có cái trang bán ngọc trai đó chị, Vậy đó hả? giờ vẫn bán online. Dạ, nhưng mà ở nhà thì bán quần áo may vá ở nhà cho con nó đi học. Rồi còn khuyết điểm của em. Khuyết điểm thì kiểu hay tin người á, nhẹ dạ, hay ai nói gì hay giúp đỡ người mà bị người ta toàn là người ta gạt á. Giống như Rồi. người ta than khổ than đồ, cái mình giúp đỡ xong rồi mình giúp đỡ là mình mất người bạn luôn đó, là vậy đó, cứ giúp người nào là mất người đó. Bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Em á thì sao cũng được, nhưng mà cần một người để biết kiểu giống hiểu thương mình, rồi thương con mình nữa,
tại vì nó thiếu thốn tình cảm của cha nó từ nhỏ rồi, cho nên em cần một cái người thay thế ba nó để dạy dỗ tụi nó tiếp em, chứ không có mong cái gì. Từ lúc em đi là không tìm em rồi cũng không thăm con luôn hả? Có nghĩa là người ta có gia đình mới rồi, mình có liên lạc người ta cũng đâu có quan tâm. Em có nghĩ là một anh muốn làm quen với em độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Thì lớn hơn em chừng 5 tuổi, 10 tuổi gì cũng được. Công việc ổn định rồi, rồi biết lo lắng cho gia đình là được rồi. Với lại không có lăng nhăng nha, em Rồi nếu anh sợ. đó hút thuốc uống rượu em nghĩ như thế nào? Không có uống rượu thì mấy cái đó thì có thể bỏ được, không quan trọng. Tôi cũng vì sức khỏe thôi, nếu mà mình cảm thấy sức khỏe mình không cho phép thì ngưng vậy đó, còn còn uống được hút được thì cứ hút. Em không cấm. Con em như thế nào, có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Chưa, em tụi nó nhỏ đi học rồi, kiểu nó cũng quan tâm tới mấy cái chuyện này. Đó giờ mẹ nói gì là nghe nấy, không có ý kiến cái trò gì hết. Em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Hồi dịch đó là hồi năm ngoái theo dõi rồi cũng rình mò dữ lắm luôn mà không có dám lên. Vậy đó hả? Cái mấy bữa em ngồi em may nè, em hay mở kênh của chị em coi để em kế bên cái giàn mai vậy đó, coi cái cũng rình mò cũng thấy bữa thấy cái anh kia sao mà kiểu giống như anh nói chuyện mà hiền, mà hoàn cảnh cũng thấy đáng thương á, xong cái mới hỏi chị coi làm sao làm quen được với cái anh đó. Xong cái mới mạnh dạn hò lên. Gia đình của em có được mấy anh chị em? Nhà tám, bốn trai bốn gái, có gia đình yên ổn hết rồi, không có ai giống em hết trơn. Em là gái út nhưng mà em lận đận tình Giờ em về đây là em sống chung với gia đình hay là em sống riêng một mình? Em thì buôn bán ở tiệm nhưng mà tối thì về nhà ngủ, tại còn ba ba bảy mấy tuổi, gần 80 rồi. Tiệm là mình thuê hay là nhà của mình đó luôn em? Dạ, nhà mình muốn bán nào mình bán, mở cửa anh bán, còn mình muốn mình bận công việc thì mình đóng cửa là mình nghỉ. Công việc của em nó không có đó, bắt buộc em phải 24 trên 24 với nó. Vậy là cũng tiện cho em quá, nếu là thuê mặt bằng là cũng hơi mệt đó ha. Dạ, năm nay dịch mà ai thuê mặt bằng là thua hết. Chiều cao của em là bao nhiêu? 1m55. Em có nghĩ em đẹp Nặng không? nặng 58 kg. Em có nghĩ là anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Bao nhiêu cũng được chị ơi, thanh niên thì cao hơn mình một cái đầu là được rồi. Sau khi chia tay với ông xã em rồi thì em trẻ trung xinh đẹp chắc cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Dạ cũng có, nhưng mà em công việc nó xoáy em dữ lắm, em không có thời gian để tìm hiểu ai hết trơn. Rồi buổi tối thì rảnh rỗi thì cũng lên mạng bán online, rồi mình đọc báo, mình tìm hiểu thêm những cái mới cái hay á trên mạng á. Rảnh rỗi thì 14 hoặc 29 thì đi chùa vậy thôi, chứ bạn bè nó rủ đi từ thiện thì đóng cửa đi rồi hết. Nhiều đó Đó. Rồi em bán ở đây em không có thuê người bán chung với em hả? đó. Dạ không, bán hôm trước dịch thì có thuê một một bạn làm tiếp, tại bán online á, cũng cũng live stream mới bán, rồi giờ bán không có ăn nữa cho nên không có like nữa, rồi bán ai tới mua thì mình bán thôi, rồi cái thời gian rảnh thì ngồi may may thảm á, thảm lót sàn á chị,
ai mua lẻ thì mình bán lẻ rồi bỏ sỉ cho mấy chị mà đi lấy bán ở chợ nè, người ta chạy chợ đó. Dạ, sỉ lẻ luôn. Cũng cũng hay vải thì vải thì mình mua về người ta cắt sẵn, người ta dập sẵn rồi mình về mình chỉ vô cái đế rồi mình may thành phẩm thôi. Dạ, kiểu lấy công làm lời á. Giờ mình đi mượn thuê mà mướn khó lắm, tại công việc con cái nhà giờ đi làm công ty cũng bắt nó bắt mình làm suốt luôn, không có cho nghỉ. đưa đón Là con đi vậy. học nữa hả? Dạ. Em thích một anh là làm quen với em á, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nói chung là nói thì cũng đừng có kiểu giống như đừng có khoe khoang quá, cũng thật thà có gì nói nấy thôi. Em không thích nổ. Em thích làm thôi chứ không thích nổ. Dạ. Rồi, nếu có người yêu, em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? Có chứ chị, em thích mà lãng mạn giống như sinh nhật đồ này nọ, mua bông mua hoa đồ tặng khoái lắm. Tại trước giờ em không có được ai tặng hoa hết trơn cho nên em thích vậy luôn. Có mấy đứa nhỏ nó thấy tặng thôi, giống như sinh nhật mẹ cái gái nó làm cái bông bông hoa nó mua ở đâu ngoài chợ đó, nó làm đem về tặng thôi chứ chứ mà đàn ông trai là chưa có ai cho gì hết, chưa có ai tặng hoa. Chưa có được may mắn vậy. Rồi hồi đó chị em có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? Em nghe chưa rõ. Hồi đó giờ em có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài không? Dạ chưa, có đi trong nước thôi, đi chơi trong nước thôi. Dạ. Gia đình của em á, có ai ở nước ngoài không? Dạ có chị gái ở Phi La, Mỹ. Vậy đó. Dạ. Dạ, Có bao bán giờ phở. bán phở hả? Dạ. Tiệm mở tiệm phở hả? Dạ. Rồi có khi nào chị em làm mai cho em không? À, em nói để em tự tìm hiểu chứ không có thích làm mai nữa, làm mai lận sợ rồi. Mà em nói là mình lần đầu mình chọn sai, đợt này chọn lại coi được thì cũng lần này thôi, và không được cũng lần này thôi, không có Là các người thì là cũng chị của em cũng có làm mai cho em mà em không có gửi hả? nữa. Không phải giống như chị nói là mai cho em đi qua bển á, mà em lúc đó hai đứa nhỏ nó còn nhỏ nhỏ xíu à, không có bỏ được. Em thương con em dữ lắm, em không có bỏ con em được, nói cặp đất ăn chứ không có bỏ con, cho nên em sấy em làm em kiếm tiền cho nó tụi nó lớn đi, rồi mình muốn giờ mình cảm thấy mình nhìn lại cái mình cảm thấy mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng có cần có người bầu bạn, cái tuổi già nó cô đơn nó cũng buồn, con mình nó lớn nó có cuộc sống riêng của nó, sau này nó lập gia đình rồi mình cũng ví dụ như mình có người bạn hữu hỷ tuổi già cũng vui thì. Cho nên mới lên đây. Với công việc hiện tại của em cảm thấy đã vừa ý chưa? Trong tương lai nếu có cơ hội em có muốn thay đổi công việc hoặc phát triển thêm hơn không? Bây giờ kinh tế nó suy thoái toàn cầu, mình làm được ngày nào hay ngày nấy thôi, chứ mình phát triển nữa là sợ thua, tại vì thấy bao nhiêu người công ty người ta không có làm không có thành công cho nên mình không dám đâu. Làm nhỏ ăn nhỏ đi gọn. Là em bán thời trang và quần áo của em, tự em may hay là em lấy chỗ khác đem về bán? Em có một người bạn á, là họ có cái xưởng may, họ chuyên may đồ, rồi em đặt họ may xong rồi về em bán làm bỏ sỉ. Dạ. Là chuyên đồ bộ hết, tất cả các mà đồ bộ thun á, ở đây là quê mình chỉ bán được, em chỉ bán được đồ bộ thun mà, còn mấy cái áo đầm modern đồ đó, thì mình đi ra chợ chợ tỉnh ở thành phố đó, mình mua chứ em ở đây không có bán.
Em ở trong thị xã quê hả? Xã thuộc xã của huyện Lai Vung, nhưng mà cái chỗ của em đi ra thành phố Sa Đéc là 9 cây số, đi khoảng 15 phút, còn mà đi qua huyện Lai Vung thì tới 25 phút. Ở chỗ em ở là có cái làng hoa giấy. Còn vậy đó hả? Và sức ngoài kia là làng hoa Sa Đéc. Nó vòng vòng đây nè. Dạ, tính đường chim bay thì nó cũng gần. Cũng nổi tiếng ha. Dịp nào chị về làng hoa Sa Đéc chơi. Dạ, Chắc ở là gần phải chỗ vào mùa em. Tết thì mới Dạ. đẹp hả? Chứ bình thường nó có đẹp không, có hoa không? Bình thường là người ta buôn bán quanh năm vậy đó, đi cây kiểng quanh năm. Tết đó thì rộ, nó rộ vào mùa Tết. Còn ngày thường thì họ bonsai rồi nhứ sứ rồi giấy gì nhiều lắm, sam gạo rồi đủ thứ các loại. Đi cả nước mà có đi nước ngoài, nói Trung Quốc rồi nữa. Vòng vòng đây người ta trồng sứ đi Trung Quốc nhiều lắm, đi lần xe tải. Còn nhà em có trồng cây ăn trái gì không, hay là chỉ có nhà mặt tiền thôi? Giờ em có làm vườn không, hay là chỉ có nhà để kinh doanh thôi? Em chưa nghe rõ. Ý chị nói nhà em có đất để làm vườn không, trồng cây không, hay là để kinh chỉ có nhà để kinh doanh thôi? Đất thì của ba thôi à, chứ em không có, em chỉ có buôn bán vậy thôi. Tại em còn ở chung với ba ở nhà tổ cho nên em cũng chưa xây nhà. Ở đây thì buôn bán ở chợ, ở đường lộ thì mình bán cọc cạch vậy mình sống thôi. Khi nào mình con cái nó lớn rồi ổn định rồi làm xui hay gì đó thì mình mới có tính chuyện xây nhà. Bây giờ xây nhà cũng chưa có ở, Là cái chỗ chỉ còn em ở với bán ba, là còn nhà tổ. Dạ cái chỗ em bán là nhà của em đó, nhưng mà đi về nhà dạ ba ở. nhà nhà ba cách đây 500 m. Dạ Gần vậy đó hả? Rồi dạ ba em trồng cây ăn trái gì? sầu riêng rồi mít. Rồi hiện tại là mấy anh là trồng kiểng hết à, lên clip trồng kiểng hết trơn. Dạ, ở đây giờ là kêu là làng hoa luôn rồi. Hoa kiểng không à, Vậy đó xung quanh hả? toàn là kiểng. Dạ. Ở đó là cho trồng trồng loại kiểng gì nhiều em? Hoa mai hả? Hoa giấy? Không, ở đây hiện tại là có một cái tên gọi là làng hoa giấy á, hoa giấy. Hoa giấy thôi hả? Dạ. Hồi Dạ. năm rồi chị về chị mua cặp hoa giấy nó cũng đẹp quá, nhưng mà sao mà chị mua về tới nhà? Làng hoa giấy Tân Dương á, chị lên Google chị gõ là nó hiện lên là ở chỗ em. Dạ. Em chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Sau video này nếu Dạ. mà anh nào thích em, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với em nha. Còn nếu mà sau video này em thích anh nào, ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy. Tuy nhiên giờ giấc Dạ. em có chị ở nước ngoài em biết rồi, giờ giấc khác nhau, mình gửi tin nhắn Dạ. trước rồi khi tìm hiểu Dạ. phải cẩn thận về tài chính của mình nha, tại vì mình phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình ha. Dạ, em cảm ơn chị. Em chào khán giả giùm chị nha. Dạ, em xin chào khán giả của chương trình, chúc chị ngày mới vui vẻ. Bye em, Kênh bữa của chị nào lúc cũng phát triển nha. cảm ơn em, bye em, bye Dạ. bye. Em chào chị em. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chào chị Linh Huyền. Chào tất cả mọi người. Em là Nguyễn Ngọc. Em là sinh năm 1974. Em là giáo viên. Hiện tại em đang sống, sinh sống và làm việc tại Hà Nội ạ. Em làm công việc việc đó được bao lâu rồi? Em làm được 24 năm rồi ạ. Rồi em dạy cho mầm non hả? Vâng ạ. Tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Tình trạng hôn nhân của em là chồng em bị tai biến mất. Em có được mấy bé? Em có được một cháu trai 9 tuổi ạ. Em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Điểm của em là sống vui vẻ, hòa nhã với mọi người ạ. Còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm của em là
khi thấy mọi người yếu vía hơn mình hay là gì kém hơn mình thì mình em hay thương, hay mủi lòng thương đó. Bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Em muốn người đó là sống phải chân thành, yêu thương, tin tưởng và tôn trọng nhau ạ. Em có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? À, vâng, em nghĩ là từ 55 tuổi trở lên. Nếu anh ấy hút thuốc uống rượu em nghĩ như thế nào? Nếu uống thuốc uống rượu thì ít thôi thì cũng được, vẫn được ạ. Rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Em coi video của chị, em coi lâu lắm rồi. Vậy đó hả? Tới hôm Vâng. nay mới có can đảm đăng ký hả? Vâng. Xong em cứ do dự mãi chị ạ. Con em như thế nào, có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ, con em thì nó cũng khuyến khích em ạ. Chiều cao của em là bao nhiêu? Em cao 1m60 ạ. Em muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu thì ok? Không, chiều cao em không quan trọng, quan trọng về người đấy sống chân thành là được thôi anh chị ạ. Rồi gia đình của em á có được mấy anh chị em? Gia đình nhà em được 6 anh chị em ạ. Đình em á có ai ở nước ngoài không? Gia đình nhà em thì có bốn chú em ở Úc, với cả em trai em cũng ở Úc. Vâng. Em có khi nào đi qua đó du lịch chưa? À, có chú em cũng gửi tiền mời em đi sang mấy lần nhưng em không đi ạ. Vì là mỗi lần đi cứ với chú cứ bảo là sang đấy chú giới thiệu cho ấy, em không thích. Vậy đó hả? Vâng. Thế là em cứ xem chương trình của chị. Vâng. Sau khi ông xã em mất rồi, em trẻ trung người xinh đẹp chắc cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Có nhiều người nhưng em không hợp, không thích. Vì những người đấy ngày xưa em không thích, em chê mà. Đâm bây giờ em không muốn quay lại. Rồi, thời gian rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? À, em thích dọn dẹp nhà cửa, rồi đưa con em đi chơi, các cái khu vui chơi, siêu thị. Rồi, em thích một anh làm quen với mình đó, trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Có là không cần ít nói mà cũng nói vừa đủ là được. Hiện tại là em đang sống chung với gia đình mình hay là em sống riêng một mình? Dạ, hai mẹ con nhà em sống một mình ạ. Chỗ em đang ngồi giống như là ở trong chùa mẫu giáo hả? Vâng ạ, chỗ làm việc của em lúc nãy em đi làm về xong em đi với bạn bè em đi ăn xong em quay lại đây luôn, không ở trên đường không kịp về nhà. Vâng. Chùa mẫu giáo này là của em hay là của người khác? Dạ, của nhà nước. Của nhà nước hả? Vâng. Rồi nếu có người yêu em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? Lãng mạn á? Không, không cần lãng mạn quá đâu chị ạ. Cứ tôi là cứ quan tâm nhau là được, tôn trọng nhau là được. Ông xã trước của em làm công việc gì? Đã. Làm bác sĩ ạ. Ông xã trước em làm bác sĩ hả? Ừ. Xui xẻo ha, bị tai Vâng. nạn hả em? Tai biến chị ạ. Tai biến hả? Wow, Vâng. lúc đó ông xã em mất chắc còn trẻ dữ hả? Vâng, mất 53 tuổi chị ạ. Rồi cha mẹ em còn đầy đủ không? Bố mẹ em mất hết rồi ạ. Mẹ em mới mất được 7 tháng. Con em giờ học lớp mấy rồi? Dạ, học lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4 á. Con em nhỏ vậy hả? Vâng ạ.
Hình người bị đứng rồi. Em lấy em lập gia đình trẻ hả? Vâng Nói ạ. nữa, em có bao giờ đi ra nước ngoài du lịch chưa? Em có đi ở Trung Quốc với cả Thái Lan kia thôi. Em chưa ra châu Bây giờ em có phải nấu ăn cho con mình không? Âu. Em sống cũng thoải mái thì kinh tế em cũng không phải lo, em có nhà em cho thuê. Em có nhà cho thuê hả? Rồi em có phải nấu ăn cho gia đình không? Hay là ăn cơm tiệm thôi? Dạ em tự nấu ạ. Với công việc hiện tại là em đã vừa ý chưa? Nếu mà có cơ hội em có muốn thay đổi công việc hoặc làm gì khác không? Em vừa ý rồi ạ. Thì là công việc của em thì em rất là thích. Công việc này giống như em làm thêm thêm thôi chứ phải không? Thu nhập chính là cho thuê nhà hả? Nhà em ở mặt tiền không hay là ở trong hẻm? À, em có một miếng mặt có một cái nhà mặt tiền thì là mẹ em cho thì em cho thuê, còn em ở trong ngõ, còn cái nhà ở trong ngõ hai mẹ con em ở, còn cái nhà mặt đường thì em cho Mẹ em cho em căn nhà mặt tiền hả? thuê. À. Bên nhà ngoại nhà em thì có nhiều cắt nhiều Dạ, mẹ em cũng cưng con ghê ha. Em rồi. Em có nghĩ là một anh mà muốn làm quen. Mạng yếu quá. Em có nghĩ là một anh muốn làm quen với em á, chiều cao khoảng bao nhiêu không? Sau khi ông xã em mất rồi, hiện tại bây giờ trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em không nghe rõ đâu chị. Sau khi ông xã em mất rồi, hiện tại bây giờ trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Một người đàn ông thế nào quan tâm, quan tâm đến vợ con, rồi hai người hiểu nhau sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau. Ngoại hình của người đó đối với em có quan trọng không? Không quan trọng anh ạ chị ạ. Em không quan trọng ngoại hình, chỉ quan trọng về tính nết là sống là chân thành thôi. Hồi nãy em nói là có nhiều người theo đuổi em nhưng mà em không thích thì bạn bè có nghĩ là em có nói là em khó tính không? Mọi người nghĩ là em là rất thích em nhưng mà Nhưng mà em có nghĩ là mình khó? quan tâm đến nhau thì mình sẽ hiểu nhau hơn thì sẽ không thấy khó. Không phải khó mà chưa gặp người phù hợp thôi phải không? Ok, mạng yếu quá thì chị với em chỉ có nói tới đây thôi. Em có muốn bổ sung thêm gì nữa không? Vâng. Em có muốn bổ sung thêm gì không? Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay. Chị hy vọng em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả giùm chị ha. Em chào chị Vinh, chào tất cả mọi người. Xin mọi người ủng hộ em ạ. Bye em, good night. Em xin chào chị Yêu Huỳnh và mọi người. Em tên là Nguyễn Lê Cẩm Nhung, sinh năm 1983. Em đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Hôm nay em xin tham gia chương trình Kết nối yêu thương cuộc sống Mỹ. Nếu mọi người có xem video này của em, nếu mọi người thích, mọi người có thể like, share và bình luận cho em nhé. Em xin cảm ơn. Rồi, chị chào em ha. Dạ, em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình ha. Em xin chào chị Yêu Mình và cộng đồng mạng trong và ngoài nước.
Em tên là Nguyễn Lê Cẩm Nhung, sinh năm 1983. Hiện em đang làm công việc là giáo viên. Em đang sống và làm việc tại Đồng Nai. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, em làm đây 18 năm rồi chị. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ, em là giống như là hồi xưa chưa kết hôn nhưng mà là mẹ đơn thân. Tại vì hồi xưa có lòng tin á, cho nên là quen rồi có một bé trai, giờ là 8 tuổi. Rồi em nghĩ ưu điểm của em là gì? Ưu điểm về tính cách hả chị? Nếu mà tính cách thì chắc có lẽ là chân thật. Còn khuyết điểm của em? Khuyết điểm em nghĩ do cái đó là ưu nó thành khuyết hay sao á, thật quá thì nó không được lòng. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Dạ, một người bạn nói chung là đầu tiên là cũng phải chân thật như mình đi, rồi biết yêu thương. Nếu mà biết yêu thương rồi thì những cái khác nó sẽ có thôi. Yêu thương, chia sẻ, cảm thông, nói chung là yêu, chỉ cần yêu là sẽ những cái khác nó sẽ có. Chỉ cần yêu thật lòng là cái gì cũng được hết, còn yêu giá trị có nghĩa là yêu người ta thương mình thì cái gì người ta cũng sẽ làm cho mình được hết. Người ta chịu đựng được mình, người ta chia sẻ được những cái khó khăn của mình. Em có nghĩ anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Em nghĩ lớn hơn em thì sẽ tốt hơn. Nếu mà bằng thì giống như chạc, đàn ông lớn hơn thì em nghĩ sẽ chững chạc hơn mình thì sẽ tốt hơn. Rồi nếu anh đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Em nghĩ mà hút ít ít thì được. Uống rượu ít ít thì được, nhưng mà nhiều quá thì sẽ không hay. Vừa phải, cái gì cũng vừa phải thôi thì nó sẽ tốt hơn, em nghĩ vậy. Em rồi con của em á 8 tuổi thì có khi nào em nói con em là em sẽ tìm bố cho con không? Con em có nói, có chấp nhận hay là không? Em không nói, nhưng mà nhiều khi mà con em cũng kêu mẹ mẹ tìm ba đi. Em chưa bao giờ nói nhưng mà nó kêu mẹ tìm ba đi. Chị nghĩ là khi mẹ đơn thân như thế này thì chắc cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Dạ, cũng có bạn, cũng có người này người kia, nhưng mà nói chung là từ hồi lúc em có con tới giờ thì em chưa có hề tìm hiểu hay là quen ai hết. Rồi em đang ở chung với gia đình mình hay là em đang ở riêng một mình? Hồi trước đó thì em ở với ngoại, mà ngoại em mất nay là hơn một năm rồi, cho nên là giờ chỉ có hai mẹ con ở với nhau thôi chị. Cha mẹ em còn không? Dạ còn chị. Ba mẹ em thì ở chung với thằng em em. Thằng em thì nó cũng có gia đình rồi. Dạ, là ba mẹ ở, thằng em nó ở chung với ba mẹ ở nhà. Còn em thì tại hồi xưa ngoại già ngoại ở có một mình á, thì em lên ở với ngoại. Em có được mấy anh chị em? Dạ ba anh chị em chị. Em còn một người chị và một đứa em trai nữa. Là em là ở giữa. Rồi em xem video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ, em vô tình em thấy được cái video của chị. Rồi em lướt em xem thì em thấy cũng hay nên là em theo dõi. Em theo dõi lâu chưa? Dạ cũng khoảng mấy tháng, có nghĩa là lúc mà em nhắn tin cho chị lần đầu á là cũng mới vậy thôi, mấy tháng thôi. Rồi em mới nhắn cho chị. Chiều cao của em là bao nhiêu em? Dạ em cao 1m6. Nặng 46-45kg gì đó. Em cứ ở cái khoảng đó chứ không có lên hơn được. Mặc dù rất thích lên chí nhưng mà nó cứ ở mức đó thôi. Không có bị mập là mừng rồi đấy. Những lúc rảnh rỗi em thích làm việc gì để giải trí cho mình? Dạ rảnh rỗi thì hai mẹ con chở nhau đi chơi, đi đây đi kia vậy thôi chứ cũng không có làm gì chị, hoặc là dạy con bài,
Em đi làm nó từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 6:45 là em sẽ có mặt ở trường. 4 giờ khoảng 4 giờ 15 hoặc 4 giờ rưỡi là em về. Là bắt đầu 4 giờ là em bắt đầu trả trẻ. Trả xong hết là khoảng 4 giờ 15, 4 giờ rưỡi là em về. Thì em dạy cũng gần nhà, em công tác cũng gần nhà. Rồi con em á, con em mà đi học là em đưa đi đâu, đón về? Dạ, sáng thì em chở bé đi học rồi xong em đi làm. Trưa thì em xin chạy ra rước cái là em cho vô trường. Ở với em trong đó mình cho ăn rồi ngủ luôn rồi xong rồi chưa đưa ra. Từ chiều em đi dạy về em ghé em rước về. Em rồi em thích một anh làm quay với em trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Em nghĩ là em cũng ít nói rồi thì anh đó nói nhiều nói hơn em xíu đi, hoặc bác hơn em xíu đi chứ. Thì em bây giờ em nói chuyện với chị vậy chứ bình thường em cũng không nói nhiều. Và những lúc mà học ê, là học phụ huynh này em có nói không? Dạ Những lúc mà trong lớp họp phụ huynh đó em có nói không? Có nói chứ phải không? dạ cũng có, cũng giống như lớp thì 2 cô nhưng mà cũng chia nhau nói vậy đó chị. Dạ tại vì một lớp trẻ là khoảng 30 35 trẻ thì cứ 2 cô chia nhau quản, là lúc cô này nói lúc cô kia nói. Rồi hồi đó giờ em có bao giờ đi du lịch đâu đó chưa? Dạ có du lịch vòng vòng ở trong nước thì đi là Đà Lạt đồ á, hoặc là Vũng Tàu vòng vòng ở đây thôi chị. Nếu mà có người yêu, em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? Lãng mạn thì cũng có, thì lãng mạn thì làm cho cái tình cảm của hai người nó vui hơn, nhưng mà cũng đừng lãng mạn quá, thành ra nó thành nó giống như gọi là người ta gọi là kết vừa phải. Bao lâu em mới Con đi? gái thì ai cũng thích lãng mạn mà. Dạ Hồi xưa là em ở với bạn ba của bé em á là quen nhau hả? dạ Em rồi chỗ ba mẹ em á, em về từ chỗ em về ba mẹ em á gần không? dạ gần lắm chị, khoảng chạy xe khoảng 2 3 phút tới hả, gần mấy trăm mét hả. Ủa gần vậy đó dạ hả? Chị tưởng đâu ba mẹ dạ em ở xa chứ. Để ở gần vòng vòng đây không à. Ba Dạ mẹ em á, lớn tuổi chưa? ba với mẹ em nay là 64 tuổi rồi, 64 ba hả? mẹ em là sinh năm 60 là nay 64 tuổi. Bây giờ với công việc hiện tại của em á là trong tương lai nếu có cơ hội em có muốn thay đổi công việc hoặc là phát triển nó hơn không? Nghĩa là nếu như mà em lấy một người chồng mà cần phải thay đổi công việc hay cái gì đó thì thích hợp hay cần thiết đó thì sẽ thay đổi, giống như mình sẽ có sự bàn tính của đôi bên để cho nó phù hợp với nhau, thuận tiện cho nhau. Dạ Rồi bây giờ em chưa lập gia đình lần nào á, thì trong lòng em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? em nghĩ là một người là biết yêu thương, chia sẻ, nhường nhịn nhau, tại vì em nghĩ không có ai là hoàn toàn mà hợp với ai hết, phải vẫn giống vấn đề là mình phải biết nhường nhịn nhau, người nhịn người này nhịn người kia thì mới nhẫn nhịn với nhau thì mới sống chung với nhau được, chứ chả có ai mà em nghĩ không có ai mà giống hợp tính nhau hoặc là hợp tính nhau hoàn toàn hết, chỉ một phần nào đó thôi, phần còn lại là mình phải nhẫn nhịn, em nghĩ như vậy. Người này nhượng người kia chút phải không? Dạ Sau thời gian em với người bạn của em không có gặp nhau quá, thời gian khá lâu vậy á, chị nghĩ chắc cũng có nhiều người theo đuổi em mà em không chấp nhận, có phải là sau cái vấp ngã đó thì em trở nên khó tính hơn không? em nghĩ chắc cũng cũng có thể một phần, mà cũng có thể mình sợ lên một phần nè, mà cũng có thể là mình cảm thấy là không biết bước thêm bước nữa mình có hạnh phúc không, rồi người ta có thương đổ mình không. Cũng mất lòng tin đó phải không? Con em là con gái hay con trai? Dạ con trai chị, bé nay được 8 tuổi là học lớp 2 rồi chị. Cưng ha. Rồi
Mỗi ngày em phải nấu ăn cho con mình không hay là ăn cơm tiệm thôi hai mẹ con, ăn trong trường? giống như là nấu ăn, nhưng mà thỉnh thoảng mà giống như mà bận bịu xíu hoặc là hơi lười xíu thì hai mẹ con chở nhau ăn tiệm, còn không thì tự nấu, tại vì em cũng thích ăn ở nhà hơn là ăn đồ ăn tiệm. Em coi video của chị cũng khá lâu vậy á, thì em có cảm thấy mến mến được ai trên kênh của chị không? Lúc trước là có thấy một anh cũng 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 nhìn cũng dễ thương, nhưng mà lúc đó em chưa có tham gia được, nó cũng khá lâu rồi, chắc cũng cỡ nửa năm mà, cho nên gần đây thì chưa thấy. Bây giờ nếu mà có cơ hội á, thì em có dự định là sẽ đi du lịch ở nước nào Nếu có cơ hội thì, không? tại vì em nghĩ chưa có nghĩ cái gì rồi mình sẽ đi du lịch ở được đi du lịch ở nước ngoài nên là em chưa có nghĩ. Nhưng mà nếu có cơ hội thì sẽ đi trải nghiệm. Gia đình em có ai ở nước ngoài không? Dạ có cô của em ở nước ngoài và bé gì gì ở bên 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 bà con bên mẹ thì cũng ở Mỹ, còn cô thì ở bên Canada. Có khi nào các cô của em rồi dì em đồ có nói là sẽ làm mai cho em không? Dạ không, tại vì thấy em ở đây cũng nghề nghiệp ổn định rồi mà nghĩ không biết là mai được có hạnh phúc thôi không. Cũng ngại đúng không? Chứ là Ở mình chắc phải kiếm người làm mai cũng không có cái mối quan hệ nào mà cỡ cỡ trang lứa với em hay gì mà để em chắc để làm mai. ở bên đây tìm một người làm mai cũng khó, tại cơ hội giao tiếp ít á, bên đây ai cũng đi làm không à. Dạ đúng rồi, tại vì em thấy giống như là đi làm suốt á, cứ đi làm suốt rồi về rồi đi làm chứ đâu không có thời gian. Đi làm xong về nhà nấu ăn rồi lo dọn dẹp nhà cửa, không có thời gian, không có thời gian. Ở bên đây làm nhiều hơn ở Dạ Việt Nam nhiều. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng em sẽ tìm dạ được một nửa yêu thương chân thật của mình trên kênh của chị nha. Sau video này nếu mà dạ nào để ý cảm em, ơn chương trình chị. sẽ cho lấy số điện thoại của em để lấy liên lạc với em nha. Rồi sau video này nếu Dạ. mà em thích anh nào á, thì ghi được số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc với anh ấy. Tuy nhiên giờ giấc ở Việt Dạ. Nam và các nước khác nhau đó, cho nên mình phải gửi tin nhắn trước ha. Gửi tin nhắn xong á, rồi mình phải kiên nhẫn chờ nữa, khi nào người ta có thời gian người ta mới trả lời tin nhắn cho mình nha. Rồi Dạ. à, em chào khán giả mình chị ha. Rồi, em xin cảm ơn chị Huỳnh và cảm ơn cộng đồng mạng trong ngoài nước. Xin chào chị. Chúc chị nhiều sức khỏe.